Hello hello, xin chào quý vị và các anh em. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để tham gia đăng ký mua IDO hay còn gọi là mua token ở cái giai đoạn đầu tiên mà họ mở bán trên cái sàn Dodo EX.io. Quý vị có thể sử dụng bất cứ cái ví nào, và tùy vào cái dự án mà họ đang phát hành nó chạy trên cái mạng lưới nào thì quý vị phải có coin của cái mạng lưới đó để làm phí mạng. Ví dụ ở đây tôi đăng ký cái token NT nó chạy trên cái mạng lưới Smart Chain BEP20 thì tôi phải có BLP để làm phí mạng, cũng như là chuẩn bị sẵn USDT để đặt cọc mua IDO. Rồi, tôi sẽ vào cái trình DApp. Thì quý vị tham gia một cái dự án nào đó thì nó sẽ có một cái đường link để quý vị truy cập vào. Và quý vị phải chắc chắn rằng quý vị đã trúng vào Winit của cái dự án đó thì quý vị mới có thể đặt cược USDT được. Rồi, quý vị hãy dán cái đường link mà bên họ bán IDO vào cái phần tìm kiếm ở phía bên trên này. Đó, ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn cái đường link rồi. Và tôi truy cập vào cái đường link họ bán IDO. Đó, thì đây là cái giao diện để quý vị đặt cọc USDT. Thì tùy từng dự án, có những dự án có thể họ yêu cầu quý vị đặt cọc bằng BUSD, USDT hoặc BNB, đó thì tùy. Việc đầu tiên là quý vị chọn vào max. Quý vị lưu ý là quý vị đã chuẩn bị sẵn USDT rồi nhé. Đó, rồi quý vị chọn vào max thì nó sẽ có yêu cầu là chấp nhận. Quý vị hãy xác nhận cái yêu cầu chấp nhận này. Đó. Rồi, tiếp theo quý vị bấm vào cái biểu tượng xác nhận thêm vào này. Thì ở đây nó sẽ có cái giá mở bán IDO. Ví dụ ở đây là 1NT, giá họ mở bán là 0.1038 USDT này. Đó. Thì quý vị cần đặt cọc USDT và họ sẽ phân bổ. Bên dưới là cái mức phân bổ và cái thời gian kết thúc. Rồi, ở dưới này nữa là cái trạng thái bán hàng. Như ở đây là họ đang bán được 75.64% này. Đó, tức là một cái dự án này cũng rất chi là hot, bán rất chi là nhanh. Rồi, bên dưới nữa là thông tin về toàn bộ các token, rồi địa chỉ này, token dành cho những người tham gia này, tổng số token và tổng cung. Đó. Thì quý vị chỉ cần đặt cược, quý vị chọn max và chọn vào thêm để đặt cược USDT. Trường hợp quý vị còn dư USDT thì sau khi cái đợt mở bán kết thúc này, họ sẽ tự động trả USDT về ví của quý vị. Còn cái đồng NT, đây, cái đồng NT ấy, mà quý vị mua, nó sẽ có một cái thông báo ở trên này là quý vị cần phải claim về ví của quý vị. Ok chưa? Rồi, chỉ đơn giản vậy thôi. Và quý vị tham gia một cái dự án nào, bất cứ một cái dự án nào thì quý vị cũng cần phải có cái thông tin, cũng như quý vị tìm hiểu cho thật kỹ trước khi tham gia bất cứ một cái dự án nào. Rồi, đến đây tôi xin kết thúc video.